Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một cái biểu tượng, một cái ký tự, một cái thần chú mà các bạn cũng đã rất là quen thuộc rồi. Đó, những ai mà bên đạo Phật giáo đó, hoặc là Phật giáo Mật Tông Kim Cương Thừa là rất là quen luôn. Còn những ai mà chưa quen, chưa biết thì bây giờ chúng ta có thể có cái cơ hội để quen và biết. Đấy, mọi thứ không thừa, không thiếu đối với mình, lúc nào cũng là cái thời gian và thời cơ tốt để mình học tập. Vừa đủ duyên để chia sẻ với mọi người ha. Cũng tính chia sẻ rất là lâu rồi mà nhiều bận quá, nhiều việc phải làm. Như những cái video khám phá kỳ trước ạ, về cái tần số năng lượng rung động của vũ trụ ạ, thì các cái bài kinh chú này, thần chú cũng chính là cái chìa khóa của cái sự rung động tần số âm thanh khi mà chúng ta trì tụng nó ha. Do đó khi chúng ta trì tụng kinh chú sẽ làm sạch được cái tâm trí này, sạch được cái không gian, sạch được không gian và xua đuổi được cái năng lượng xấu. Đối với mình gọi vui đây là cái gì? Là bát wifi kiểu như vậy á. Thì hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về lục tự đại minh ha. Lục tự đại minh là chân ngôn sáng tỏ, cái nghĩa đó, nghĩa dịch ra là chân ngôn sáng tỏ gồm 6 âm tiết. Lục tự có nghĩa là 6 âm tiết, đại minh cái ý nghĩa là rất là sáng tỏ, rất là rộng lớn, hoặc có cái trí tuệ rất là minh triết. Viết tắt cái biểu tượng này là Om, đọc là Om Mani Padme Hum ha. Ở đây mình có cái nhẫn, các bạn cũng quen thuộc, mình trải bài các bạn có thể nhìn thấy. Nhiều người hỏi lắm, nhiều người hỏi là cái nhẫn này ở đâu, mua đâu. Các bạn có thể đặt đó, các bạn có thể đặt ra mấy cái chỗ người ta làm bạc á, đặt. Cái này là bạc Thái, bạc 925 ha. Giải thích thiếp này. Om, âm tiết đầu tiên, Om, quy mệnh. Mani có nghĩa là ngọc, Padme là hoa sen, và Hum là thành tụ, tự ngã. Theo mình hiểu á, tầng ý nghĩa sâu hơn có nghĩa là sống như một cái đóa sen, trở thành một cái đóa sen và nhất tâm quán chiếu chính bản thân mình để không bị tác động bởi mọi thứ. Từ đó là giác ngộ ha. Hoặc chúng ta có thể hiểu sâu xa hơn, có nghĩa là như vậy nè. Om được xem là một cái lời nói của chư Phật, còn phản ánh cái nhận thức của vũ trụ chung quanh, đại diện cho toàn thể vũ trụ, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mani có nghĩa là viên ngọc, là trang sức. Và trong Phật giáo, cái thứ được ví với viên ngọc là những cái điều mà chúng ta nói về cái sự tinh khiết, về cái sự quý giá. Đây có được xem là chỉ ra là cái hành vi đạo đức của con người đó. Còn Padme có nghĩa là bên trong hoa sen, cái nghĩa bóng là cái tâm thức của con người. Hai âm tiết này ngân lên giúp chúng ta hạn chế được những cái suy nghĩ rất là sai lầm, đồng thời phát triển cái năng lực tới một cái trí tuệ rất là thuần khiết ha, như là một đóa sen không có lẫn tạp chất, tuy là nó sống ở dưới bùn. Và chữ Hum, Hum có nghĩa là tự ngã, thành tựu, có được cái tinh thần giác ngộ, từ đó mà đạt được rất là nhiều cái phẩm chất tốt đẹp, trí tuệ, từ bi ha. Đó là một cái câu thần chú mình đã trì tụng trong cái quá trình thức tỉnh tâm linh của mình nhiều năm qua, cho tới khi mà mình đi hết một cái đoạn đường, đối với cái đoạn đường của riêng mình thôi, đối với Phật giáo, với mẹ Quan Âm, cái người mà đã gia hộ cho mình rất là nhiều trước đây, và sau đó thì mình có một cái cuộc hành trình khác đi tiếp ở trong cái kiếp sống này với Kitô giáo, với Chúa Jesus và các thiền thần ha, thì mới có của mình của cái ngày hôm nay và ngồi đây trải bài cho các bạn. Mới có cái kênh này, mới có cái công việc này. Đấy, nó cũng phải làm một cái con đường rất là từ từ, và chúng ta cần phải hội tụ đủ nhân duyên nữa. Và mình cảm thấy cái trải nghiệm này nó rất là tuyệt vời. Mọi thứ và xung quanh đều rất là kỳ diệu ha. Om Mani Padme Hum, theo tìm hiểu và được ghi nhận thì đây là một cái câu thần chú cổ xuất phát từ Phật giáo Ấn Độ, từ cái thời kỳ cổ đại ha, và sau đó được du nhập vào Tây Tạng và được coi đây là cái câu thần chú có cái sức mạnh rất là lớn trong các câu chú của Mật Tông, được xem là chân ngôn cốt lõi của vạn pháp. Đây là câu thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát ha, mình hay gọi là mẹ Quan Âm. Cái sức mạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát là thực sự mình cảm thấy rất là từ bi và có cái sự mầu nhiệm. Và chắc chắn là trên cái con đường tu tập giác ngộ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ luôn đồng hành với mọi người. Đấy, chúng ta phải có niềm tin, chúng ta mới thấy có cái sự kỳ diệu chứ. Không có niềm tin, không có duyên thì mình ngồi mình nói những cái câu này người ta tưởng mình bị làm sao. Đấy, thần chú của Ngài giúp chúng ta, hoặc là bao quát hơn là giúp chúng sanh thoát khỏi những cái con đường ác, tránh tái sinh vào cái cõi thấp hơn. Ngài đã ban cái chú này cho nhân loại ha. Thần chú này mang cái danh hiệu là Đại Từ, Đại Bi và Đại Trí Tuệ. Khi mà chúng ta trì tụng là khi chúng ta trì tụng cái chú này, chúng ta hay đọc là Om Mani Padme Hum đúng không? Hoặc là Om đó. Thì đây có thể là cái cách mà chúng ta gọi liên tục cái hồng danh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta gọi tên Ngài đó. Và khi chính bản thân mình
khoảng thời gian 6 năm trước, khi mà mình quỳ trước bàn thờ của Quan Thế Âm, vừa trì chú vừa khóc, cảm thấy tự nhiên lúc đấy là nước mắt nó tự chảy, không hiểu tại sao nước mắt tự chảy không kiểm soát được. Thì sau đó có một cái điều kỳ diệu nó đã xảy ra, mình đã nhận được một cái nguồn năng lượng rất là thì mình lớn. cảm thấy là cái nguồn năng lượng này rất là chậm, đi tới đâu thì tâm trí của mình, cơ thể của mình là nhẹ đi tới đấy, và cảm giác lúc đấy là không còn oán trách, không còn buồn khổ nữa, mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt ở chỗ là nhận ra được cái lỗi sai của chính bản thân mình, nhận ra được cái tâm trí của mình, nhận ra được mình sau bao nhiêu năm trời mình cứ giống như kiểu mình như là con quay, mình cứ lung lạc đó, đi lạc bao nhiêu năm, nhận ra được là cái gì đang hiện hữu ở đây, cái gì thật, cái gì không thật, và không muốn chấp vào bất cứ một cái điều gì nữa. Hết thảy đã bắt đầu tùy duyên đó, nhận thức được đâu là thực tại. Đây có thể là cái khoảnh khắc kỳ diệu nhất mà mình đã từng được trải qua trong cái kiếp sống này, và có một cái duyên rất là lớn, một cái khoảnh khắc mà giống như là chúng ta thoát khỏi ma trận, có lẽ là như vậy ha. Khoảnh khắc được kết nối với các nguồn năng lượng vô tận từ ở trên, từ vũ trụ ha. Chúng ta có thể hiểu thêm về sáu cõi luân hồi theo những cái ý nghĩa tiếp theo của lục tự đại minh. Mình không có bàn về cái việc giải thoát sẽ đi đâu, nó quá xa đi, nó xa quá, mình tính không nổi. Nói chung chỉ cần tỉnh thức và sống ở hiện tại thôi, sống sống thật tốt ở hiện tại, giác ngộ là được. Cái thần chú Om Mani Padme Hum gồm 6 âm, mỗi âm đại diện cho một cõi hiện hữu của cái vòng luân hồi. Om mang ý nghĩa là đóng cái cánh cửa luân hồi trong cõi trời, Ma đại diện cho cánh cửa cõi thần là Atula, Ni đại diện cho cánh cửa cõi người, Bát là đại diện cho cánh cửa cõi súc sanh, Mi đại diện cho cánh cửa cõi ngạ quỷ, và Hầm đại diện cho cánh cửa của cõi địa ngục. Mỗi âm tiết được xem như cái sức ảnh hưởng, và đây là một cái cách mà thanh tịnh hóa. Thứ nhất là thanh tịnh hóa bản thân, thanh tịnh hóa lời nói, tịnh hóa âm thức, tịnh hóa những cảm xúc mâu thuẫn, tịnh hóa điều kiện ẩn tàng, tịnh hóa tấm màn vô minh. Mỗi âm tiết là một cái lời cầu nguyện, là lời cầu nguyện hướng về thân thể của tất cả các vị Phật ha. Chúng ta có Om. Tiếp theo là lời cầu nguyện hướng về lời nói của các vị Phật, lời cầu nguyện hướng về tâm thức các vị Phật, lời cầu nguyện hướng về những phẩm chất của các vị Phật, và lời cầu nguyện hướng về hoạt động của các vị Phật, bao gồm tất cả các sự thanh nhã của thân, khẩu, ý, phẩm chất, hoạt động của các vị Phật. 6 âm tiết liên hệ với 6 đến 6 cái ba la mật, 6 sự hoàn hảo được chuyển hóa, liên hệ đến sự rộng lượng, đạo đức, kiên trì, nhẫn nhịn, chuyên cần, chú tâm, trí tuệ. Và 6 âm tiết liên hệ đến 6 trí tuệ là trí tuệ thanh thản, an bình, trí tuệ hoạt động, trí tuệ tự tái sanh, trí tuệ pháp giới và trí tuệ phân biệt, trí tuệ như gương ha. Lục tự ta có thể hiểu là 6 chữ tính đối xứng của hình học thiêng liêng ha. Cái sự đối xứng của cái con số 6, trước ở trước mình có cái video mình đã nói là mình sẽ giải thích tại sao số 6 lại là con số tâm linh. Thì cái sự đối xứng của cái con số 6 là biểu hiện của cái hình học thiêng liêng gây ảnh hưởng lên những cái dạng vật chất trên toàn vũ trụ ha. Chúng ta có thể thấy cái lục giác đấy, rất là nhiều cái loài hoa chúng ta có 6 cánh, ta thấy những cái tổ ong đều có cái hình lục giác. Khi mà cái hạt nước mà nó đóng băng, nó thường tạo ra những cái tinh thể 6 cánh hoặc là giống như là hình bông tuyết. Thì các thí nghiệm của cái ông tiến sĩ người Nhật đó là Masaru Emoto đó, về cái việc tạo nên cái hình thành của cái tinh thể nước dưới cái nhiều cái trường hợp khác nhau, cho thấy được rằng những cái ngôn ngữ khiếm nhã hoặc là ồn ào bạo lực, các bạn có thể quành lại nước và cái gì trước cái video gì mình quên tiêu mình làm mà mình còn quên đấy, mình có sẽ chèn dưới cái phần mô tả nhé. Cái từ ngữ tiêu cực thì những cái hình ảnh đó nó sẽ không có được, 6 cái lục giác nó sẽ không có được đối xứng. Còn khi mà nói những cái lời tốt hoặc là những cái câu mà chúng ta trì tụng kinh chú này nọ các thứ thì nó sẽ tạo ra những cái hình lục giác rất là đẹp. Thì cái con số 6 nó là một cái sự mà thể hiện cái sự cân bằng ha, đối xứng rất là hoàn hảo. Và đây là cái vẻ đẹp duy tính nhất của nó luôn. Nó sẽ thông qua bản chất rung động của con số 6. Và mình sẽ chèn cái hình lục giác của Om Mani Padme Hum cho mọi người xem để hiểu vì sao nó lại có cái hình ảnh như thế. Thì trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương có một cái chú thích rằng Phật Thích Ca đó đã phải mất đến 1 triệu kiếp thì mới nhìn thấy được cái câu thần chú này. Và ông có nói một cái điều như vậy nè, nói là ông hơi vô lễ hàng ngày ha. Ta có thể biết một năm có bao nhiêu hạt mưa rơi xuống cái quả địa cầu này, và cái sông Hằng có bao nhiêu cái hạt cát, nhưng mà ta không thể nói hết về cái sức mạnh của cái câu thần chú này. Lục tự đại minh theo thời gian đã lan truyền và ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Chúng ta có thể thấy là lân cận Ấn Độ, Tây Tạng ha, khoảng thế kỷ thứ 10 thì chúng ta có đại sư Atisha từ Ấn Độ sang chấn hưng cái nền Phật giáo Tây Tạng á, thì tổng hợp lại Đại Thừa, Tiểu Thừa, Mật Thừa tạo thành
cái phái Ca Đàm, tạo thành phái Ca Đàm, đưa cái pháp tu, cái pháp tu là lục tự chân ngôn làm cái căn bản cho Phật giáo Tây Tạng hiện hành. Từ đó Tây Tạng luôn thành kính và trì tụng niệm cái thần này, nhất là các tu sĩ và các cư sĩ ha. Tây Tạng họ vẽ cái thần chú này ở khắp mọi nơi, chúng ta có thể thấy hoặc là chạm khắc trên những cái chuông đồng hoặc là trên tất cả các phiến đá họ viết lên, họ vẽ lên, và giao thoa giữa Trung Quốc, Tây Tạng, Mông Cổ ảnh hưởng đến những cái đất nước chung quanh khu vực Á Đông của mình, đặc biệt là Thiền Tông và Kim Cang Thừa đấy. Và bây giờ với cái mạng lưới Internet thì cái ký tự này, cái thần chú này đã bao quát rộng khắp thế giới rồi, và phương Tây họ cũng biết đến rất là nhiều, họ cũng biết đến rất là nhiều, và mình có thấy các bạn có thể xăm trên cơ thể nữa, rất là đẹp ha. Lợi ích của cái việc trì chú này thì mình sẽ không có muốn bàn tới, mình không muốn bàn tới cái lợi ích trong đây, vì nếu mà mình nói về cái lợi ích nó sẽ khởi lên cái tâm tham của các bạn. Chẳng lẽ là phải có lợi ích thì chúng ta mới làm sao? Đấy, như vậy thì coi như cái việc mà mình chia sẻ nó không còn cái ý nghĩa, nó thuần túy nữa. Thì mình mong là tùy duyên, bạn có duyên thì bạn tự cần biết bạn phải làm gì. Và mình chỉ tạm hiểu tới đây thôi, mọi người có thể đóng góp thêm cái kinh nghiệm hoặc là kiến thức để cho tất cả mọi người có thể đọc. Đó, khi mà vào cái video này, mọi người có thể nhìn thấy giấy, thấy dưới cái phần comment ha, có thể đọc. Thì các bạn hiểu những cái gì, biết những cái gì thì các bạn có thể chia sẻ cần thiết trên cái con đường tu tập và lan tỏa chánh pháp. Và ok, cái video này mình xin dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian xem cái video này, và chúc mọi người thật là an lạc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.